Kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay là chiều tối ngày 19 tháng 5 á, ngày sinh nhật bác, nhưng mà hôm nay cũng là sinh nhật của tôi. Nên bà xã rủ tôi đi ra ngoài để mà ăn mừng sinh nhật. Bà xã cái này cũng lạ lắm, nói rằng không có ăn mừng sinh nhật, đi ăn mừng thọ. Chọc tôi nè, đi ăn mừng thọ nha. Hôm nay đi ăn mừng thọ. Tôi mới có 26 tuổi thôi, nhưng mà cũng là phải đi ăn mừng thọ thôi. Hả? Sợ lắm, tới sinh nhật là sợ lắm. Tại vì mừng thọ chứ không phải là mừng sinh nhật. Rồi, hôm nay đi nha. Đó, hôm nay vợ dẫn tới đây để mừng thọ nè. Vợ đây chuốc chữa rồi, nhất định là mừng thọ thôi. Đó, uống bia. Đây, vợ này dẫn đi uống bia hôm nay nha. Hôm nay hẹn hò với vợ đi ăn mừng thọ của Hùng Béo. Mới có 26 tuổi thôi mà đã phải mừng thọ rồi nè. Có cái mặt kia cứ cười khoái chí thôi. Được uống bia tươi nè, bia mà bia đắng nha, đi thử nha. Đó, ngon, bia hơi, bia loại ấy nha, bia đắng đã đời. Đây là quang cảnh nha, đây nè. Đó, à bà xã ơi, à, anh có nói chuyện với trọng sửu rồi, thôi bỏ qua hết đi, những hiểu lầm mà bỏ qua, không có nói nữa. Vậy là để báo với khán thính giả, vợ chồng tôi có làm hòa với trọng sửu. Những ngộ nhận đó là những ngộ nhận thôi, bỏ hết, không nhắc tới nữa. Tôi xin kính thông báo với tất cả quý khán thính giả của tôi về quyết định của vợ chồng chúng tôi, đó là có kết bạn lại với Nguyễn Trọng Sửu và bỏ qua tất cả, không có bao giờ nói gì nữa hết. Đó là quyết định của chúng tôi. Đây, hôm nay cũng vì như vậy nên cũng xin uống với sữa đá một chút xíu nha. Xin mời Trọng Sửu. Em mời Trọng Sửu miếng nè, nhớ lên. Mời Trọng Sửu đi. Mời Trọng Sửu đó, thấy không? Ngon lành đó. Hôm nay ăn theo kiểu của Mỹ. Hôm nay vợ chồng nhưng mà đi ăn mừng thọ. Đích vợ hôm nay là hẹn hò với vợ đi ăn và thử cái bia ở đây sao. Đây là khu vực Thảo Điền, rất là đông người qua lại đây, đẹp lắm. Ai đây nhỉ? Hôm nay là mình đi đâu vậy em? Mừng thọ. Nhưng mà anh mới có 26 tuổi thôi mà. Thì mừng thọ sớm. À mừng thọ. Ăn kiểu người Mỹ hôm nay nha, Tây Phương nè, đó. Ăn hamburger. Ăn hamburger với mấy cái món như vậy thôi, vậy là đủ rồi, vui rồi. Cảm ơn bà xã nha, vui quá trời. Và đây là món ăn của vợ. Vợ ăn như thế thôi. Vợ ăn ít hơn tôi ăn nhiều hơn. Tôi ăn và uống bia đen hôm nay xong rồi. Phải nói là uống bia đen ngon lắm. Và đây là khu vực Thảo Điền về đêm nha. Đằng sau tôi là một nhà hàng khá nổi tiếng ở bên Mỹ luôn. Đó là nhà hàng El Goche. Ăn kiểu theo kiểu mà thịt bò Brazil á. Nhà hàng này ngon, mắc tiền. Vợ chồng chúng tôi cũng đã tới đây rồi thử. Ở đây là khu vực Thảo Điền. Đông đúc lắm, rất là đông đúc. À, phải nói về đêm á, ở nơi đây giống như ở Houston á, là khu Montrose về đêm á, nhiều quán, nhiều hàng quán ngoại quốc ăn rất là ngon và họ vui lắm. Ở đây thì ở đây là coi như là cái quán bia này là bia giống như bia hơi của mình á, nhưng mà uống bia ngoại quốc, bia đắng, bia Đức á, ngon. À, có người tới rồi, đây là đó, vui không em? À, vui nhưng mà gọi lộn cái sườn nên ăn không có ngon lắm. Thôi vậy cũng được rồi, ăn cái sườn cũng được thay vì ăn cái tăng. Ok, thôi nghe. Thôi vậy thì mình về nha. Rồi cảm ơn tất cả quý khán giả. Hai vợ chồng tôi như vậy là vui rồi. Ăn mừng thọ.
mừng thọ Hùng Béo. Xin chào quý khán giả, và như vậy chuyện của Trọng Sửu mọi chuyện qua rồi nha. Cảm ơn, hẹn gặp quý khán giả trong chương trình sau.